Chính xác. Hay quá vậy. Chưa nói gì bạn trả lời luôn, bộ phim này quen thuộc quá. Vậy là cô ta có thời gian trả lời câu cuối cùng. Chúng ta còn 3 giây đổi lấy 50 triệu. Đây là một trong cái thời gian mà tôi nghĩ rằng Lê Khánh và các bạn rất là căng thẳng. Câu hỏi đầu tiên. Theo công bố của Hiệp hội Hóa học Mỹ, loài thực vật nào có khả năng loại bỏ vi nhựa khỏi nước đại dương tốt nhất? Thời gian bắt đầu. Tảo biển, rong biển. Không đúng. Trời gặp em không ăn rau nữa. Chết rồi. Cái gì ta? Nhanh. Đậu rồng. Sai. Giờ em nói những cái gì em ăn được ha? Các loại đậu. Đậu xanh. Sai. Đậu đỏ. Sai. Đậu trắng. Sai. Đậu bắp. Sao? Chính xác. Chúng ta còn 70 giây. Câu số 2. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đứng đầu danh sách 10 vận động viên tiêu biểu năm 2021 với số điểm bao nhiêu? Thời gian bắt đầu. 1.000 điểm. Lên. 1.200 điểm. Xuống. 1.100 điểm. Lên. 1.150 điểm. Lên. 1.160 điểm. Lên. 1.170 điểm. Lên. 1.171 điểm. Lên. 1.172. Lên. 1.173. Lên nữa. 1.174. Lên. 1.175. Lên. 1.176. Lên. 1.178. Chính xác. 1.178 chính xác. Chúng ta còn 47 giây. Câu số 3. Tên gọi của bộ truyện tranh đầu tiên về bóng đá Việt Nam được xuất bản tại Nhật Bản là gì? Thời gian bắt đầu. Về bóng đá Việt Nam. Bỏ qua. Dừng lại. Chúng ta còn 40 giây. Câu số 4. Năm 2021, người tiêu dùng Việt Nam mua và đăng kiểm bao nhiêu xe hơi từ 9 chỗ ngồi trở xuống theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam? Thời gian bắt đầu. 100.000. Lên. 200.000. Lên. 300.000. Lên. 400.000. Xuống. 350.000. Xuống. 340.000. Xuống. 330.000. Xuống nữa. 320.000. Xuống. 319.000. Xuống. 310.000. Lên. 311.000. Lên. 312.000. Lên. 313.000. Lên. 314.000. Lên. 315.000. 316.000. 317.000. 318.000. Lên. 319.000. Xuống. 318.000. Lên. 500. Lên chút. 318.600. Hết thời gian. Rất tiếc. Câu hỏi đầu tiên. Theo Tổng cục Môi trường, chất lượng không khí đo được ở mức tốt sẽ được biểu thị bằng màu sắc gì? Thời gian bắt đầu. Xanh. Màu xanh. Chính xác. Màu xanh. Một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng vàng. Chúc mừng Lê Khánh. Câu hỏi tiếp theo. Theo Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu bao nhiêu ô tô nguyên chiếc các loại? Thời gian bắt đầu. 20.000. 20.000. 18.000, 20.000, 21.000, 22.000, 23.000, 30.000, 30.000, 40.000, 50.000, 34.000, 24.000, 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, 25.000, 26.000, 7.000, 8.000, 9.000, 30.000, 31.000, 32.000, 33.000, 34.000, 35.000, 36.000, 37.000, 36.000, 36.000, 35.000, 37.000, 36 mấy? 36.500, 36.500, 36.500, 36.500, 36.500, 36.500. Cho qua đi, không được cho qua đi. 36.400, 36.500, 36.900, 36.800, 36.800, 36.800, 36.900, 36.900, 36.900, 37.000, 36.900, 36.900, 36.980, 36.970, 98, 36.990, 36.995, 36.980, 36.980, 36.985, 36.986, 86, 87, 36.988, 39. Là 36.989. Chúc mừng Lê Khánh. Chúng ta còn có 10 giây thôi. Đúng ra là bạn cho qua để bạn có thể bình tĩnh lại để trả lời câu hỏi khác. Câu số 3. Hình ảnh loài cá bơi ngửa độc đáo nào được người Ai Cập dùng làm bùa may mắn? Thời gian bắt đầu. Cá trà, cá trà, cá trà, cá trà, cá trà, cá trê, cá trê, cá trê, cá trê, cá trê. Còn có 5 giây à hả? Còn 5 giây nhưng mà có người còn 5 giây vẫn trả lời được luôn. Nãy em trả là có 3 giây thấy không? Câu hỏi thứ tư. Núi Yên Tử ở Quảng Ninh có độ cao bao nhiêu mét so với mực nước biển? Thời gian bắt đầu. Cho qua, cho qua, cho qua. Hay đó. Bây giờ mình tính nè. Này quen nè. Phim The Ring, công chúa
công chiếu tháng 7 năm 2022 của Mỹ với sự tham gia của diễn viên Việt Nam nào? Thời gian bắt đầu. Chị Ngô Thanh Vân. Chính xác. Hay quá vậy. Chưa nói gì bạn trả lời luôn, bộ phim này quen thuộc quá. Vậy là cô ta có thời gian trả lời câu cuối cùng. Chúng ta còn 3 giây đổi lấy 50 triệu. Đây là một trong cái thời gian mà tôi nghĩ rằng Lê Khánh và các bạn rất là căng thẳng. Câu hỏi như sau, quay trở lại. Núi Yên Tử, Quảng Ninh có độ cao bao nhiêu mét so với mực nước biển? Thời gian bắt đầu. Gần đúng rồi Lê Khánh ơi. 1068 là con số chính xác. Câu hỏi đầu tiên, quốc gia nào là nơi diễn ra vòng chung kết U23 châu Á 2022? Thời gian bắt đầu. Thái Lan. Không phải. Việt Nam. Không phải. Lào. Campuchia. Indo. Không phải. Indo. Malaysia. Brunei. Không phải. Ấn Độ. Ấn Độ. Lào. Campuchia. Không phải. Nữa đi cho qua. Malaysia. Singapore. Không phải luôn. Myanmar. Myanmar. Không phải. Cho qua. Cho qua. Dừng thời gian lại. Chúng ta mất 20 giây mà không trả lời được. Nhớ nha. Trong đầu vẫn suy nghĩ đi. Đó, quốc gia nào là nơi diễn ra vòng chung kết U23 châu Á 2022 đó. Rất là đơn giản, mới đá đây thôi. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Có bao nhiêu công nhân lao động được công nhận danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở trong phong trào công nhân giỏi thủ đô năm 2022? Thời gian bắt đầu. 1.000. Lên. 1.002. Lên. 1.003. 1.500. Lên. 1.008. Xuống. 1.007. Xuống. 1.006. Lên chút. 1.600. Lên tí nữa. 1.679. Xuống. 1.662. 1.669. Xuống. 68. Xuống. 65. Xuống. Xuống tí. 68. Xuống tí. 67. Xuống tí. 1.660. Xuống. 1.655. Chính xác. 1.655. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Mình còn 39 giây. Loại trái cây đầu tiên nào của Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường Mỹ? Thời gian bắt đầu. Cao Yên. Không phải. Nhãn. Không phải. Quen lắm. Chuối. Dừa. Trái bự. Dừa. Chấm chơm. Không phải. Thanh Long. Thanh Long. Thanh Long. Câu hỏi tiếp theo. Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao kỷ lục người có bộ sưu tập các ấn phẩm và vật phẩm đa dạng liên quan đến tác phẩm truyền kiều cho ông Trần Hữu Tài với bao nhiêu ấn phẩm? Thời gian bắt đầu. 1.900. Xuống. 1.800. Xuống. 1.700. Xuống tí nữa. 1.600. 1.780. Xuống đó. 1.600 rồi đó. 1.650. 1.660. Xuống tí. 1.650. Xuống tí nữa. 1.640. Tí nữa. 1.630. Chính xác. 1.630. Hay lắm. Chúng ta còn thời gian là 12 giây. Vẫn còn cơ hội. Cơ hội rất là nhiều. Câu tiếp theo. Tính đến tháng 5 năm 2022, đồng tiền nước nào có giá trị cao nhất thế giới? Thời gian bắt đầu. Dubai. Không phải. Ấn Độ. Gần gần Ả Rập Xê Út. Gần gần đó. Hy Lạp. Không phải. Hy Lạp. Không phải. Gần đó. Hết thời gian.